Cái dáng này đúng là mình phải mặc hẳn lên cho mọi người xem, nên cứ khoác lên thôi. Cái dòng này là áo ký giả một lớp, mặc vào mùa hè tay ngắn. Khách đặt nhưng mà khách thích chất này, kể ra thì cũng hơi dày một tí, nhưng mà mình lựa chọn cho khách thì mình sẽ, đây là khách chọn, còn lại mình lựa chọn cho khách thì mình sẽ lựa, cố gắng lựa những cái chất nó sẽ mềm hơn, nó mỏng hơn một chút xíu, và nó có độ đanh hơn để mọi người mặc nó vừa mát vào mùa hè, nó lại không nóng. Cái thằng này hơi dày một chút xíu, đây là khách lựa chọn nhá. Chứ còn mình thì mình sẽ tránh những cái chất hơi dày như này để mọi người mặc áo ngắn tay nó không bị nóng quá. Đấy. Nhưng mà chất này thì khá là đàn hồi, chất có độ đàn hồi, nó dẻo chất mà mặt mịn, màu sắc thì rất là xinh. Chủ yếu cái màu sắc xinh. Cái màu rất là xinh, tay ngắn, cái này mình có thể mặc với quần sóc và chân váy ngắn nhá. Mặc quần sóc, chân váy ngắn hoặc kể cả là mặc quần suông, nếu như ai cao ấy, mọi người có thể mặc quần suông được. Rất là phong cách luôn ấy. Cái này là 6 cúc luôn này, hai hàng 6 cúc luôn. Đấy, cái túi xinh nhá. Cái túi này cảm giác là nó rất là cá tính, hơi chéo. Đấy. Vai thì vẫn là vai vuông như vest, vẫn có đệm bình thường, nên là áo nó mặc lên nó vẫn rất là đứng, nó rất là đứng áo. Đấy. Bên trong thì mình vẫn dựng lót, vẫn là dựng mách nhá, để cho nó đứng này, viền bọc hết các đường may bên trong. Cho nên mọi người mặc cái này lên nó vẫn rất là xịn luôn ấy. Nhưng mà nó lại khá là thoáng nhẹ, mọi người khoác nhẹ bên ngoài. Ví dụ như thời tiết ở ngoài Bắc mình bây giờ, hoặc là ở trong Đà Lạt, Sài Gòn, thì những cái áo này mặc rất là tốt, khoác nhẹ. Thì mọi người có thể mặc tay ngắn, vẫn có thể mặc tay lỡ lên đây. Vẫn có thể mặc ví dụ tay tầm như mình như này này, tầm lỡ như này vẫn được, đúng không ạ? Rất là xinh luôn ấy. Đấy, ví dụ như còn bây giờ mà đến thời điểm này rồi mà bên mình là vẫn đặt bomber nha. Mọi người nhìn này, mấy đơn liền đều là những dòng áo bomber ở trong Lâm Đồng. Mọi người vẫn chốt liên tục luôn áo bomber, áo vest. Đây, Khánh Hoàng. Ngày nào mình có đơn, rất là nhiều đơn gửi đi Hà Nội. Đấy, còn đây, mọi người nhìn xem, rất là nhiều vest vẫn đang được triển khai. Vest hai lớp luôn này. Bây giờ mình đang chuẩn bị chốt, mình đang chuẩn bị gửi mấy cái đơn này đi. Bây giờ mình hoàn thiện cái khâu cúc xong mình sẽ gửi đi. Đây, chất liệu tương tự cái màu cốm kia, nhưng cái này là bạn ấy may hai lớp, thì cái này hai lớp lại không vấn đề, bởi vì đối với dòng vải này hai lớp thì mình mặc có thể quanh năm, nằm trong môi trường điều hòa được nha. Đi làm công sở, làm ở môi trường điều hòa thì rất là ok luôn. Hôm nay mùng mấy nhỉ? Hôm nay á, 19-20, 20 dương à? 20 tháng 3. 21. 20 chứ. 21-20. Mắt mình hơi mờ mờ. 21 tháng 3 rồi. Tháng 3 dương ấy, có nghĩa là ngoài Bắc mình là tương đối là thời tiết nó nóng. Bạn này cao có 1m45 trên cái tay này. Cao có 1m45 thôi. Cái này mặc dáng dài nhá. Đây là dáng dài của bạn ấy, nhưng bạn ấy thấp. Chứ với mình thì mình vẫn muốn mặc dài hơn luôn ấy. Có nghĩa là có thể mặc chạm cái phần váy này, mình mặc cái quần suông, quần vest ghi đều được. Và tay của bạn ấy hơi ngắn. Mình ở 1m52 nhưng bạn có 1m46 rồi đấy thôi, nên tay nó chỉ như này thôi. Nếu ai mặc người mờ thấp thì sẽ mặc thành tay dài. Size của bạn là size L chứ không phải size của mình. Size mình là con size M. Nhưng khi mình mặc lên size L thì mọi người thấy nó rất là đúng form nhá. Chưa cúc thôi, nhưng mà chất này nó khá là dày dặn và đúng form. Vừa thù khuy chưa cúc nhá. Cái này mình sẽ làm cúc đen bởi vì gấu lật của mình màu đen này. Mình sẽ làm cúc đen luôn, đấy. Rất là xinh, đúng không ạ? Riêng đối với chất liệu này form áo cực kỳ đẹp. Form rất là đứng, mình mặc có rộng đi chăng nữa nó vẫn đứng. Gọi là caro nhỏ xíu ấy, màu ghi với màu đen. Nên cái này mình lật gấu này, mình lật gấu màu đen nhá. Vừa thù khuy còn chưa cắt chỉ này. Chưa cắt chỉ, bây giờ thợ sẽ cắt chỉ và khâu cúc. Đấy, rất là xinh, rất là đáy đúng không ạ? Kể cả như này mọi người thấy không? Cái em này dáng về, bởi vì mình là dáng eo ấy, cho nên là mình mặc kể cả chân váy xòe, quần sóc bên dưới đều đẹp hết nhá. Cho nên không lại mặc quần suông cũng được, quần vẩy cũng được, quần sóc cũng được, chân váy xòe ngắn cũng được, chân váy xòe dài cũng được. Đối với cái dáng này rất là dễ mặc, tay thì tay suông rất là dễ, khi mọi người mặc cái gì bên trong mọi người xỏ vào mặc áo sơ mi cũng dễ, chứ không đến mức độ nó khó khăn, bởi vì mình làm tay dáng là dáng tay suông, chứ không ôm cái phần cửa tay quá như này. Ôm như này trừ khi mình mặc công sở và cái tay sơ mi lúc nào mình cũng cài để hở cái phần cổ tay ra thì mình sẽ để tay hơi ôm gọn, còn lại những dòng tay này thì để mặc nó rất là phóng khoáng nhẹ nhàng. Bây giờ vẫn là áo hai lớp, màu đỏ cũng đẹp luôn, màu đỏ đô này. Vì cái này là vét hai lớp rồi, bây giờ mình cũng chỉ chia sẻ nhanh thôi, nếu ai có nhu cầu đặt vét thì mọi người vẫn có thể đặt nhá. Chứ còn bây giờ mình cũng không tiện lắm để mặc, cứ thay đồ để phối, nên mọi người chỉ ai đã từng mặc vét sẽ biết rồi, mặc thế nào cho ổn thì đã có rất nhiều video mình tư vấn về cách mặc rồi và những cái màu sắc phối ra sao rồi. Màu đỏ đô rất là ngọt, màu đỏ đô thì rất là nhiều người thích đấy. Chất trượt hàn nhá, chất trượt hàn đấy, xinh. Cái này là người khách tương đối cao và tay tương đối dài, mình mặc bị dài. Cái này vẫn đang cắt cho khách thôi, chứ bây giờ mình sẽ không lên mẫu vest nữa, bởi vì là bây giờ tất cả những cái mẫu vest của mình đã có trên fanpage rồi,
nên chị em nếu có nhu cầu vẫn đặt kép bình thường, nhưng mà mẫu chắc chắn là bây giờ mình sẽ không lên được nữa rồi, bởi vì tầm này thì mình sẽ chuyển sang những cái mẫu mùa hè mình vừa chia sẻ cho chị em mình đấy. Cái này là áo, áo này là áo một lớp cũng dáng tay ngắn đấy. Như này số đo của chị to lắm, mông chị những 102, nhưng mình có mặc thì nó sẽ mông nó sẽ không được tròn đẹp, nhưng cái dáng này vô cùng đẹp luôn đấy. Vừa thổ phi về màu này rất đẹp luôn, màu này đẹp nhở. Cái dáng đằng sau là dáng đáy mông như này này, cắt rời như thế. Đằng trước cũng thế, cái dáng này đằng trước mình có chia sẻ màu kẻ đấy, hình như kẻ mình đã chia sẻ rồi đấy. Dáng này rất là xinh luôn, tay ngắn bồng nhẹ, rất là trẻ. Áo này là áo mặc kín luôn nhá, áo một lớp và mặc cài, khi mình cài nó sẽ kín cổ, nó sẽ không bị hở đâu. Mình mặc cái này với quần sóc, cái này với quần sóc. Chị này chị khá là to, đây là cái dáng mà khi mình cài cúc vào nó kín như này này. Mọi người mặc như này, có thể mặc là áo khoác, có thể là mặc kín luôn cũng được. Mình không cần phải mặc cái áo gì bên trong ấy, bởi vì nó là hai hàng cúc thế này này. Đấy, khi mình cài vào nó sẽ như thế này đấy. Dáng là như thế này. Đấy. Sáu cúc luôn. Thì cái này của chị là mông chị rất là cao luôn đấy. Eo thì thắt mà mông thì cong. Lớn hơn mình lắm, 10 phân cơ. Có nghĩa là chị đánh như 102 mà mông của mình là 90-92 ấy. Có những lúc mà cảm giác nó lên 92 nhưng có lúc là 90. Thế là cái thằng này của chị em mặc thì nó rất là đẹp. Chị này chị mặc là cắt đồ nhà mình rất nhiều rồi. Nên mặc lên xinh lắm, màu thì đẹp, mặc cái quần sóc. Đấy, xinh chưa? Áo một lớp nhá, một lớp bên trong cũng viền bọc bình thường, đầy đủ hết này. Viền bọc màu đen và mix có đầy đủ luôn nhá. Túi mọi người nhìn này, túi đều lộn kín hết. Này, có túi có nắp luôn này. Bây giờ vẫn còn đặt vét bình thường, cho nên bên mình vẫn có mẫu vét ở đây để cho chị em mình tham khảo. Tuy nhiên nó sẽ không còn nhiều và mình sẽ phải ở, mọi người vui lòng tham khảo trên fanpage, trên trang cá nhân của mình, trên các cổng thông tin khác như là YouTube Thủy Trần. Đấy, mọi người xem ở trên đó. Còn Zalo thì thỉnh thoảng, đúng là đợt này mình bận, mình không đăng ở trên Zalo. Mình cũng xin lỗi các chị em mà hay theo dõi Zalo của mình, nhưng mọi người cứ theo dõi ở trên YouTube, bởi vì là YouTube, Facebook hoặc là fanpage thì tất cả những cái đó mình đều đăng video hết. 100% có video mọi người, tất cả những mẫu ở có cửa hàng nhà mình đều được đưa lên trên kênh YouTube và fanpage, cho nên chị em mình theo dõi trên fanpage là dễ nhất. Liên hệ với mình qua số Zalo 0984004193 thì mọi người cứ gửi số qua số Zalo đấy thì tất cả mọi cái đều được chụp chốt mẫu gửi qua Zalo hoặc là Messenger cũng được, trên fanpage cũng được. Như vậy là mình đều có thể trao đổi thông tin với mọi người, tư vấn chiều cao cân nặng, mẫu mã, màu sắc đấy một cách hoàn chỉnh nhất để cho chị em có thể chốt đơn. Còn chốt đơn từ xa vẫn nhắc lại mọi người như này, mọi người rất nhiều người hỏi là chị ơi chốt đơn thế nào, thì rất là đơn giản, bây giờ vô cùng dễ. Mọi người thích mẫu nào, mọi người xem mẫu nào, chụp lại mẫu đó gửi vào fanpage, Zalo, Facebook cho mình đều được hết. Mọi người gửi như vậy cho mình chiều cao cân nặng để mình tư vấn, màu sắc mình có thể có sẵn ở cửa hàng, có thể không có, thì có những cái màu nào mọi người không thích mình sẽ gửi màu vải cho mọi người chọn mẫu khác để mọi người đặt. Còn nếu ai có số đo size M giống như nhà mình, dưới 55 cân, có nghĩa là tầm khoảng dưới 55 cân, có những mẫu mình vẫn mặc vừa nhá, mọi người cho chiều cao cân nặng thì có sẵn ở trên cửa hàng mình sẽ nói là có sẵn, và mọi người cứ gửi chiều cao cân nặng mình sẽ biết là có vừa hay không. Bởi vì nếu là mẫu eo thì nó sẽ khó hơn một chút, mọi người phải chi tiết hơn thì được. Còn nếu như là mẫu dáng suông thì rất dễ, mọi người chỉ có chiều cao cân nặng thôi, cho mình ưu nhược điểm là được rồi. Sau đó mọi người chốt đơn thì mình sẽ báo giá tiền và đặt cọc tiền qua tài khoản trước 50%. Đấy, sau khi mọi người nhận đơn hàng, mọi người sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại cho shipper là ok. Còn nếu như ai mà không muốn phiền hà, mọi người có thể đặt cọc tiền, đặt hết tiền 100% cũng ok. 100% Thời Trang Thủy sẽ đảm bảo là hàng đến tận tay mọi người, bởi vì kênh của mình đã rất uy tín rồi, bao nhiêu năm rồi, mình làm việc rất là lâu rồi, chứ mọi người đã tin tưởng đặt hàng có nghĩa là đặt hoàn toàn lòng tin vào Thời Trang Thủy, và rất cảm ơn mọi người rất nhiều.